Từ cô gái trong gia đình thuần nông ở vùng quê Gia Lai đến top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi đã chứng minh được rằng không gì là không thể nếu bạn không bỏ cuộc. 27 năm, tôi nỗ lực rèn luyện để tạo nên một tôi bây giờ. Mạnh mẽ và không sợ hãi. Đôi khi tôi dừng lại, nhìn lại mình và để đi xa hơn. Cũng như yoga, bắt đầu với sự tĩnh lặng để lắng nghe. Khi bạn nghe được tâm trí của mình, mọi thứ đều được sáng tỏ. Dù cho cuộc đời có thử thách bạn thế nào với những thất bại, nhưng cô gái Trân Châu không bao giờ bỏ cuộc. Vì tôi đã tin vào giấc mơ và hy vọng của mình, tôi tự tin đứng đây, trở thành hình ảnh quyến rũ nhất của mình